Thưa quý vị và các bạn, tôi có thể tin chắc rằng hôm nay là một ngày làm việc rất khó khăn với người dân ở miền Bắc khi đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè đạt mức đỉnh điểm. Cái nắng hầm hập đến từ sáng sớm và kéo dài tới tận chiều tối khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Và để chống chọi với tình trạng này, rất nhiều người dân ở Hà Nội, nhất là những người làm việc ngoài trời, đã chọn cách xuống các hầm đi bộ để trốn nắng. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh thú vị mà các phóng viên Chào Buổi Tối ghi nhận được trong ngày hôm nay. Trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, các hầm đường bộ trên đường Nguyễn Xiển bỗng dưng trở thành điểm nghỉ trưa lý tưởng của nhiều người. Mỗi người chọn lấy một góc mà cảm thấy mát mẻ nhất để ngả lưng. Giấc ngủ trưa dù không thật sâu, nhưng ít nhất cũng không nóng bức như ở trên mặt đường. Nóng không thì thời tiết ngày hôm nay như thế nào? Thời tiết ngày hôm nay thì nó quá nóng thì chúng tôi đi bán hoa quả hàng rong này thì chúng tôi chỉ có đi xuống đây để tránh nắng để cho nó đỡ hay tí thôi, tranh thủ một tí buổi trưa thôi. Khác biệt thì ở trên kia thì nó quá nóng mà xuống đây thì nó gọi là nó cũng mát mẻ dễ chịu hơn. Dọc tuyến đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng có rất nhiều hầm đi bộ và hầm nào cũng có người nằm nghỉ. Do được công nhân lau dọn thường xuyên nên các điểm này đều khá sạch sẽ. Ngày nắng nóng chẳng ai bảo ai, người lao động đổ dồn về đây nghỉ trưa. Những người bán hàng trên mặt đường cho biết dù đã quen với cảnh nắng mưa nhưng vài ngày qua sức nóng từ mặt đường cứ phả vào mặt khiến họ không thể chịu được, nên cứ từ 12 đến 14 giờ là bỏ mặc hàng quán để xuống hầm nghỉ ngơi. Thì thời tiết ngoài kia nóng chọn những chỗ này nó mát mẻ thì xuống nghỉ buổi trưa. Cùng với hầm đi bộ, các gầm cầu cũng được nhiều người lựa chọn để trốn nóng. Dù bụi bẩn, ồn ào, nhưng với họ, nơi đây vẫn còn chút bóng râm để xoa dịu đi cái nóng như thiêu đốt ngay ngoài kia thôi.